ai mua bánh mì nào? Ai mua bánh mì đây? Cô ơi, cô mua giúp con cái bánh mì ạ. Cô không mua đúng không? Chú ơi, chú đánh giày không chú? Chú đánh tóc cảm ơn con. Chán quá. Từ sáng đến giờ, ai cũng chưa bán cái bánh mì nào cả. Làm sao đủ tiền mua thuốc cho mẹ bây giờ? Còn cô đi nữa. Tối qua, cô cũng giấy phê đi ngủ. Chỉ chờ mình mắc phần trở về là có chuyện là cô đi yêu thích nhất. Thế làm thế nào bây giờ? Chị ơi, chị có thể bán cho em được cái bánh mì được không? Em có chung này thì em cất tiền đi. Hai chị em mình ăn chung cái bánh mì này, em ăn đi cho nóng. Em cảm ơn chị. Chuyện hay quá, đang nay mà bị xé mất đêm qua. Ồ, thế em cũng thích gặp chuyện à? Vâng, em thích gặp lắm nhưng không có tiền để mua. Thế thì em giống cô đi nhà chị rồi, tội nghiệp cho em. Nguy hiểm rồi, tôi phải lấy căn phòng. Wow, một cái con này. Ôi, con này con Pokemon quá. À, chào các bạn. Các bạn có để cho mình xin vài phút được không? Được chứ. Mình là nhóm tuyên truyền sách nhẹ xã Liên Ninh. Nhóm tớ có chương trình tặng sách truyện cho các bạn nhỏ. Ôi, tuyệt quá. Các chị có thể tặng thêm một quyển được không? Em chỉ ao ước có nhiều chuyện hay để đọc thôi. Được chứ. Đội của chị tuyên truyền sách với chủ đề Thiếu nhi thủ đô thi đua làm theo năm điều Bác Hồ dạy. Chúng chị có rất nhiều cuốn sách hay nói về Bác Hồ kính yêu và những tấm gương làm theo lời Bác ở đây. Chị tặng em cuốn sách này. Cảm ơn chị. Các bạn có quyển truyện kể về các anh hùng nhỏ tuổi làm cách mạng không? Em trai mình rất thích đọc quyển truyện đó. Đúng lúc mình có rất nhiều chuyện về nội dung này. Đủ tặng em cậu nhé. Nếu cậu thích đọc thêm thì cậu hãy đến thư viện của trường tiểu học Liên Ninh nhé. Cảm ơn cậu. Ôi, tưởng cái gì thì đọc truyện ngày lắm. Chẳng thích đâu, mất thời gian. Tớ thấy chơi game có sướng hơn. Chơi game cũng là một cách giải trí. Tuy nhiên, mỗi trang sách là một kho chính tinh, mở ra một chân trời mới. Tớ nghĩ rằng sau khi nghe bọn tớ giới thiệu về sách, các cậu sẽ không muốn thấy đọc sách để mất thời gian nữa. Và ngược lại, các cậu sẽ rất yêu sách và muốn tìm đọc nhiều cuốn sách hay để khám phá vô vàn những thú vị trong đó. Không, các cậu thấy đọc sách gì vậy? Đúng rồi. Cùng chúng tôi đến với hội thi tuyên truyền sách hè năm 2018. Các cậu sẽ biết ngay thôi. Cứ đi đi, các cậu có thể giới thiệu về đội tuyên truyền sách của các cậu được không? Được chứ? Đội của chúng tôi có 3 thành viên. Đây là những đội viên ưu tú của đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh đây nhé. Xinh xắn, dễ thương là Thu Phương đó. Yêu màu đỏ, đọc sách hay, mơ ước sau này được là cô giáo. Chào em là tớ, thích hát, thích ca, kể chuyện sách hè, sân chơi bổ ích. Đây Diệu Linh, học giỏi và xinh, kể chuyện rất tình, tình tình lẻ tình, ai cũng mình yêu. Học sinh Liên Ninh, cùng chung sở thích. Gọn và xinh xắn, với khổ 12 x 19 cm,
có thể mang bên mình và ngồi đọc thật thoải mái bất kỳ lúc nào. Sách dày 163 trang, quyển sách được thiết kế tuy đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, đã khơi gợi trí tưởng tượng của các bạn độc giả. Trên nền bìa màu nâu nhạt, lời ảnh của những chú vệ quốc quân Ý trong trang phục trẻ em mùa đông năm 1947. Ấn tượng với độc giả là ánh mắt của các chú ánh lên vẻ cương nghị và quả cảm. Xa xa, lời ảnh của tên sĩ quan Pháp hoảng loạn trên chiếc xe Jeep đang bốc cháy, trái ngược với ảnh hiên ngang của hai chú bé. Qua đó thể hiện được tinh thần yêu tổ quốc, sự dũng cảm của chiến binh thủ đô. Đúng như lời Bác Hồ dạy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tính theo sức của mình. Cuốn sách được chia làm 6 chương, kể về đội thiếu niên tình báo bát sát. Các em nhỏ mới chỉ ở lứa tuổi 12, 13 mà đã là những chú bé liên lạc trên sát của các đơn vị chiến đấu mặt trận đường phố Nam Hà Nội. Trong khoảng 2 năm, bắt đầu từ nhóm mở đường bí mật trở về Hà Nội, các em đội viên lần lượt được tung vào thành phố đạn chiếm hoạt động. Đặc biệt hơn khi chúng ta biết, chính tác giả Bác Phạm Thắng là nhân chứng, nguyên nhậu của nhân vật thân bổ, còn nuôi nhân sĩ quan Pháp lắm mê trong tác phẩm. Chính cậu đã mưu trí, bí mật xây dựng một kho tài liệu mật ngay trong nhà kẻ địch. Còn chuyện càng trở nên hấp dẫn hơn khi tác giả đã xây dựng nó có hơi thở của tiểu thuyết trinh thám, có giọng điệu, ngôn ngữ của trẻ em. Mỗi chàng viết là một sự tương phản mạnh mẽ trong hình ảnh trẻ thơ và chiến tranh, rất tấn lòng yêu gia đình, yêu đất nước tha thiết của đội thiếu niên du kích và sự tàn bạo của kẻ thù. Các bạn quay ngược dòng thời gian, trở về với Hà Nội năm 1946. Chúng ta là hòa bình, chúng ta là nhân dân, nhưng chúng ta là những việc thực hiện pháp càng lớn đôi. Chuyện kể rằng trong một buổi họp của đôi tại thôn Mỉnh Cung, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Ai chẳng thấy anh không hòa bình hả? Chào các em. Chú Nguyên, chào anh ạ. Em là Hoàng Nguyên, đội trưởng. Em là Quán. Em là Thân. Em là Tâm. Em là Trúc. Chúng ta bắt đầu vào miệng nhé. Cái mà việc quân ta rút khỏi thủ đô là nhằm bảo toàn lực lượng chiến đấu lâu dài. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm đường trở lại, nắm nhân dân, gây dựng cuộc sống, chuẩn bị cho ngày về giải phóng mai sau. Chứ phải có con đường riêng biển chọc thẳng vào ngoài ô phía nam, tạo ra một lối đi kín đáo thuận tiện để dẫn đưa các cán bộ đi lại hoạt động. Đó là mạch máu của trái tim kháng chiến truyền vào cơ thể thủ đô đang bị tập chiếm. Để làm được điều đó, kế hoạch tuyệt đối bí mật, đó là quy luật của nhóm, không để mình phát hiện. Nghe nói rõ chưa? Rõ. Hay mà cả đội, em xin thể sẽ là đầu sư bí mật. Xin thề. Rất tốt. Bây giờ các em hãy mở đường vào thành phố nhé. Chúc em hoàn thành nhiệm vụ. Tạm biệt các em. Bây giờ chúng ta sẽ mở đường vào Hà Nội. Từ đây đến lên lửa, đoạn đường rất khó đi vì đi đường đồng ruộng. Các bạn cố gắng lên nhé. Đi thôi. Màn đêm buông xuống tại ngoại thành phía nam Hà Nội. Thật. Bạn đồng hành rất quen thuộc của chúng ta, thì phải cái trời tối quá.
đây giữ giả làm nhà bách nữa không có mặt tập hợp. Còn chúng ta thì đi dò tìm. Còn nửa giờ nữa thì quay về đây. Nhớ đừng vào chỗ trực mặt phó xá. Các cậu đã rõ chưa? Rõ. Chắc đâu, thử đi. Đường vào thành phố của các bạn cũng đang như thế nào? Còn chẳng biết khó khăn gì? Mời các bạn cùng tìm đọc cách 117 của chương môn. Con đường bí mật được mở, nhưng nhiệm vụ của các cậu bé vừa rất nặng nề. Được cài vào vùng tạm chiếm, nào cậu bé đã đóng rất đạt vào những chú bé mổ quê đói khổ, lang thang, kiếm sống bằng nghề bàn báo dao, đánh giày để đến cơ sở thành học thư bí mật. Vở quên được cài vào hoạt động tại nhà hồ sinh Thái Hòa. Bốn cậu bé còn lại được tổ chức đưa vào là bồi bàn tại chân nhảy đi đô ở phố cửa Bắc. Các cậu bé vừa làm việc, vừa sàng lọc tin tức do bọn lính Tây và Việt Gian vô tình tuôn ra. Cổ thông minh và nhanh nhẹn nên đã chiếm được tình cảm của một bên Tây, một tên sĩ quan Lam Be. Việc trở thành con nuôi đã giúp cho thân cổ có vỏ bọc rất tốt để thu thập những thông minh tình báo quý giá. Cuối năm 1947, do ba lần hành quân mang tên cơn lốc của bọn giặc đều thất bại, chúng nghi ngờ có nội gián. Chúng nghi ngờ thân và các cậu bé ở tên biển Lido nên quyết định bắt chức lén. Đây, tôi không hiểu tại sao ba lần tấn công của chúng ta đều bị thất bại. Chắc chắn bên ta có nội gián. Hôm nay tôi và ngài sẽ bắt đằng trước lên, tìm một cách để nó khai đạt. Giết bảy là ai? Đúng vậy, giết bảy sẽ là đầu mối để chúng ta đánh bại quân Tiền Minh. Giải chứ đâu? Đó vừa là niềm tự hào, vừa
còn là động lực để chúng ta không ngừng cố gắng và rèn luyện làm theo năm điều Bác Hồ dạy. Các bạn thân mến, kỳ vọng cuốn sách mà chúng tôi vừa giới thiệu sẽ là món quà ý nghĩa giúp các bạn làm giàu thêm hành trang cho mình. Nếu yêu thích các nhân vật thiếu nhi thông minh căng ra trong kháng chiến, ngoài cuốn sách quý báu này ra, các bạn hãy tìm và đọc thêm cuốn Đội thiếu niên du kích Đình Bảo, Đội thiếu niên du kích Kinh Thành Huế, Tuổi thơ dữ dội, Chuyện có ở thư viện xã Lê Ninh. Chúng tôi luôn luôn chào đón các bạn.